mới dậy phải đi kiếm cái miếng lót nằm ngủ rồi. Đống lửa của mình giờ mình ra ăn sáng. Coi đồ gì ăn sáng đây. Đống chiến lợi phẩm ngày hôm qua vẫn còn đây. Bây giờ mình sẽ ăn kiếm gì ăn đây. Ăn ốc nè. Ăn sáng một tí rồi mình sẽ đi lặn với lại đi quay về cái nhà kia lấy tí trái dừa uống với khát nước à. Buổi sáng mình là mấy con ốc hôm qua bắt được các bạn. Lên lại cái nhà hôm qua mình lạc mà mình tìm thấy đó, hái dừa uống. Mà đường đi khó lắm các bạn. Cũng giống như hôm qua thôi, phải nhảy suối, leo núi mới lên được. Ây da. Nè, quay lại ngôi nhà hôm qua. Lâu rồi không có ai ở nên nước đục lắm. Giờ mình cố gắng hái trái dừa uống lấy sức. Mệt quá. Leo dốc bên mệt quá. Trên cây nào đây? Nó thấp thấp rồi. Chứ cao quá leo không nổi. Cây nào cũng cao hết. Đây, cuối cùng mình cũng hái được hai trái dừa. Có nè. Kiếm cái nào ngồi chặt dừa ra uống này. Nửa chai nước dừa với mấy cọng dừa đi câu cá ngon lành, quá ngon hơn các bạn ha. Giờ dẫn các bạn đi câu cá nè. Thank you.
có 30 phút thôi các bạn. Và hôm nay chèo về đi gần 1 tiếng đồng hồ mà chưa tới nơi. Trời sóng nè, ngược gió nè, mệt lắm mệt. Cố lên, sắp tới đây các bạn ơi. Mệt quá. Chèo đúng 1 tiếng đồng hồ mới tới được Mây Rút Trong các bạn. Mệt quá. Mệt quá, đừng nghỉ rồi.